Bảo Canh và Lâm Hùng xin cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài IBC TV và sau đây là phần 2 của bản tin tức tổng hợp. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên đã cho biết rằng các quốc gia triển khai đưa ông đưa công dân khỏi Sudan. Indonesia hôm nay ngày 25 tháng 4 bắt đầu triển khai lực lượng và máy bay của không quân để sơ tán công dân ra khỏi Sudan, đất nước đang chìm trong bạo lực. Thái Lan cũng tiến hành sơ tán 215 công dân của mình tư lệnh quân đội quốc gia Indonesia gọi tắt là TNI. Tướng Yudo Magono đã cho biết một đội cứu hộ gồm 39 quân nhân Indonesia đang trên đường tới Sudan để sơ tán khẩn cấp đợt đầu 291 công dân Indonesia mắc kẹt ở các khu vực xung đột tại Sudan. Hôm nay, ngày 25 tháng 4, một máy bay Boeing 737 của không quân Indonesia cũng đã cất cánh từ sân bay Halim Perdan Kuzuma ở Đông Jakarta để thực hiện nhiệm vụ sơ tán công dân. Máy bay sẽ đáp xuống nhiều điểm dừng ở Mumbai, Ấn Độ, Muscat, Oman và thành phố Jeddah ở Saudi Arabia. Công dân Indonesia sẽ được đưa từ Sudan tới Jeddah trước khi bay về thủ đô Jakarta. Trong đợt sơ tán, công dân đầu tiên Indonesia ưu tiên phụ nữ trẻ em, người cao tuổi, những người ốm yếu theo Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, Retno Marsudi. Hơn 500 công dân Indonesia hôm qua, tức là ngày 24 tháng 4, đã tập trung ở một khu trú ẩn tại thành phố Port Sudan, miền Đông Sudan, trước khi tới thành phố Jeddah để trở về Indonesia. Phần lớn trong số này là các sinh viên, người lao động nhập cư, nhân viên công ty thực phẩm Indofood, nhân viên ngoại giao và gia đình. Vấn đề về Triều Tiên và hợp tác kinh tế sẽ bao trùm thượng đỉnh ở Hoa, giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Vào hôm ngày 25 tháng 4, Tổng thống của Hàn Quốc là ông Yoon suk yeol đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington để dự hội nghị thượng đỉnh song phương, đánh dấu kỷ niệm 70 năm liên minh giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc về hợp tác kinh tế ứng phó với Triều Tiên sẽ là nội dung xuyên suốt trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc. Chuyến thăm trong 5 ngày của Tổng thống Yoon suk yeol sẽ diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và các đồng minh đang tìm cách giải quyết thách thức trước kho vũ khí hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng của Triều Tiên. Tổng thống hai nước dự kiến sẽ thảo luận về cách phản ứng chung để răng đe Triều Tiên, quan hệ đối tác để xây dựng chuỗi cung ứng ổn định hơn, và mở rộng hợp tác về click chip, pin và các lĩnh vực công nghệ cao khác. Tòa bạch ốc đã ra thông báo là tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và tổng thống Hàn Quốc sẽ công bố các thảo luận có liên quan đến hợp tác khí hậu và an ninh mạng. NASA và cơ quan khoa học của Hàn Quốc dự kiến vào ngày 25 tháng 4 sẽ ký một hiệp ước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực không gian vũ trụ. Phó cố vấn an ninh quốc gia của Hàn Quốc là Kim Tae-ho đã cho biết đây là một cơ hội để củng cố hơn nữa thế trận phòng thủ, kết hợp và khai triển khả năng răng đe mở rộng giữa hai nước một cách cụ thể hơn, đồng thời tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế. Kính thưa quý vị, quay sang phần tin liên quan tới thế giới về vấn đề thể thao thưa quý vị, thì được biết rằng ban tổ chức giải Wimbledon, các tay vật Nga, Belarus, ký giấy thi đấu với tư cách trung lập. Một số tay vợt tennis Nga và Belarus đã ký lời tuyên bố cá nhân sẽ mở đường cho họ thi đấu với tư cách trung lập tại giải vô địch Wimbledon năm nay. Câu lạc bộ có tên All England Club đã cho biết hôm thứ Ba ngày 25 tháng 4, nơi đặt trụ sở của All England Club cũng là địa điểm tổ chức giải Wimbledon nổi tiếng. Wimbledon hồi tháng trước đã thông báo rằng họ đã phải bãi bỏ lệnh cấm theo đó, các vận động viên của hai quốc gia không được thi đấu vào năm ngoái sau khi nổ ra cuộc xâm lược của Nga và Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Phát biểu tại cuộc họp báo trước giải đấu mùa xuân của câu lạc bộ, Chủ tịch câu lạc bộ Ian Hervik đã cho biết rằng việc bãi bỏ lệnh cấm là quyết định khó khăn nhất trong 4 năm làm việc của ông. Đây là một quyết định vô cùng khó khăn. Ông nói với các phóng viên, tôi nghĩ rằng tuyên bố của chúng tôi vào ngày 31 tháng 3 đã đưa ra quan điểm rõ ràng nhất có thể đã có nhiều yếu tố và diễn biến kết hợp lại với nhau từ năm ngoái đã dẫn đến quyết định của chúng tôi William Bliden và các giải đấu sân cỏ khác của Anh đã chịu cảnh đơn độc trong việc cấm đoán các tay Vật nga và Belarus hồi năm ngoái trong đó thì các nhà cựu vô địch thế giới uh, Daniel Medvedev và Victoria Azarenka. Và tiếp theo là bản tin từ Việt Nam. Phạm Đoan Trang không phải là nhà báo và có hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Trả lời thư chất vấn của các chuyên gia liên nhân quyền của Liên hiệp quốc về việc bắt giữ tùy tiện đối với nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang thì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa cho biết là Phạm Đoan Trang không phải là nhà báo và đã bị xét xử vì có các hoạt động bất hợp pháp, nghiêm trọng và tái phạm nhiều lần, chứ không phải vì thực hiện quyền tự do báo chí của mình. Ngoài ra, chính quyền Việt Nam còn cáo buộc bà Phạm Đoan Trang có âm mưu lật đổ chính quyền thông qua việc cấu kết với các tổ chức, các cá nhân ở nước ngoài. Các phương tiện truyền thông ở Việt Nam trong những năm gần đây cũng đã phát hiện và đưa tin công khai về việc cá nhân này đã cấu kết với các tổ chức, các cá nhân ở nước ngoài nhằm mục đích là hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, trong đó có Việt Tân. Văn thư đề ngày 6 tháng 4 của đại diện chính phủ Việt Nam tại Liên hiệp quốc đã được văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc công bố vào ngày 16 tháng 4 có đoạn viết như vậy. Và thư phản hồi của chính quyền Việt Nam còn nói rằng, nhà báo độc lập này đã xuất bản trái phép các ấn phẩm có nội dung tuyên truyền, hướng dẫn cách tập hợp lực lượng đối phó với lực lượng bảo vệ luật pháp để tiến hành bạo loạn lật đổ nhà nước. Cũng tin từ Việt Nam, thưa quý vị, biện hộ cho Nga, đại sứ Nga tại Việt Nam được khen thưởng. Đại sứ Nga tại Việt Nam vừa được giới chức nhà nước đã khen thưởng trong khuôn khổ một cuộc thi viết chính luận để bảo vệ nền tảng tự nền, nền tảng về tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo chí trong nước đã đưa tin như vậy. Và theo đó thì đại sứ Gennady, Stepanovich đã được khen thưởng riêng cho một bài viết có tiêu đề không thể bóp méo sự thật về ngày chiến thắng 9 tháng 5 của Liên Xô trước phát xít Đức. Đăng trên báo Quân đội Nhân dân vào ngày 9 tháng 5 năm ngoái, tờ tuổi trẻ đã cho biết, Bài viết này của Đại sứ Nga sau đó đã được gửi tới tham gia một cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới lần thứ hai, tức là vào năm 2022 đến năm 2023 do báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Sở dĩ bài dự thi này của ông Bezdetoko được khen thưởng là do đây là bài dự thi duy nhất của người nước ngoài. Tuổi trẻ, báo tuổi trẻ thưa quý vị đã dẫn lời thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ là tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân đồng thời là trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết trong cuộc họp báo tổng kết cuộc thi vào hôm 24 tháng 4, trang mạng Việt Nam Net, Việt Nam Net thưa quý vị, đánh giá bài viết này của đại sứ Nga là xuất sắc. Kính thưa quý vị, tỷ lệ trẻ em tử vong ở Hoa Kỳ gia tăng đáng lo ngại và súng là lý do chính. Theo nhật báo người Việt Los Angeles, California thì một số nghiên cứu mới đã cho thấy là tỷ lệ tử vong của trẻ em Hoa Kỳ đang tăng trong những năm gần đây, và đại dịch coronavirus gần như là không có liên quan gì đến tỷ lệ này. Đây cũng là chủ đề của buổi hội thảo diễn ra vào hôm thứ Sáu, ngày 21 tháng 4, do Dịch vụ Truyền thông Thiểu số EMS tổ chức. Từ năm 2019 cho đến năm 2021, tỷ lệ tử vong của trẻ em Hoa Kỳ vì bất kỳ lý do nào đã tăng 10.7% trong một năm và đã tăng 8.3% trong năm tiếp theo, cao nhất trong nhiều thập niên vừa qua. Những lý do khiến cho trẻ em thiệt mạng nhiều nhất là tự tử, án mạng, sử dụng ma túy quá liều và tai nạn giao thông. Trong những lý do đó, súng có thể nói là một lý do nguy hiểm nhất, với số trẻ em bị thiệt mạng vì súng đã tăng 50% trong 2 năm qua. Chỉ mới đến tháng 4 năm 2023, Hoa Kỳ đã có 42 vụ nổ súng trong khuôn viên trường học làm cho 17 người bị thiệt mạng và 32 bị thương, trong đó có rất nhiều trẻ em. Diễn giả đầu tiên là bác sĩ Stephen Wolf, là giáo sư y khoa của trường đại học Virginia Commonwealth University. Ông đã cho biết là mình đã dự buổi hội thảo để đóng góp suy nghĩ từ cách nhìn của một người trong nghề y tế và cho biết là tỷ lệ tử vong của trẻ em ở các nước công nghiệp đang phát triển, có các nước công nghiệp đang giảm đáng kể, kính thưa quý vị. Tuy nhiên, thì một quốc gia đứng đầu thế giới như là Hoa Kỳ lại có tỷ lệ trẻ em tử vong tăng liên tục trong vòng 2 năm, từ năm 2019 đến năm 2021 là một điều bất thường. Một lần nữa, Bảo Khanh và Lâm Hùng xin cảm ơn quý vị đã vừa theo dõi tin tức tổng hợp của Đại IBC TV và cũng không quên cảm ơn những cơ sở đã bảo trợ cho chương trình. Và xin chúc cho quý vị có một buổi trưa an lạc và hạnh phúc. Xin thân ái kính chào quý vị.